Vì sao giáo sư Mỹ, cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh, nói Việt Nam là dân tộc kỳ lạ, sẽ dẫn đầu cộng đồng quốc tế? Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Hồ sơ quyền lực. Quý vị thân mến, Việt Nam hiện nay, trong cái nhìn của cả thế giới, đã có sự thay đổi to lớn so với 40 năm về trước. Từ một nước nhỏ bé bước ra từ chiến tranh, mang trên mình những vết thương chằng chịt khó liền, bị bao vây cấm vận trong thời gian dài. Vậy mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Việt Nam đã vươn mình lột xác ngoạn mục, được đánh giá sẽ trở thành một trong những con rồng dũng mãnh kinh tế. Là đất nước duy nhất trên thế giới, được lần lượt các nước lớn hàng đầu thế giới luôn muốn tiếp cận và đặt mối quan hệ ngoại giao cao nhất như là Trung Quốc, Nga, Mỹ. Thậm chí khi nói về Việt Nam, vị giáo sư người Mỹ Peter Ferdinand Drucker, cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh hiện đại, cũng khẳng định rằng Việt Nam là một dân tộc rất kỳ lạ. Nếu ai đó hỏi quốc gia nào sẽ dẫn đầu cộng đồng quốc tế, tôi sẽ trả lời là Việt Nam và không một chút do dự. Vậy tại sao Việt Nam được vị giáo sư nổi tiếng bậc nhất này đánh giá cao như vậy? Việt Nam đã làm gì để được thế giới nể phục như thế kia? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Giáo sư Peter Ferdinand Drucker sinh ngày 19 tháng 11 năm 1909, mất ngày 11 tháng 11 năm 2005, là một trong bốn nhà quản lý bậc thầy của mọi thời đại, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Ông được coi là cha đẻ của ngành quản trị doanh nghiệp hiện đại, tác giả của hàng loạt cuốn sách nổi tiếng về kinh doanh, trong đó có cuốn Những thách thức của quản lý trong thế kỷ 21. Ông từng có kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn lớn như GM, IBM, Coca-Cola và là tư vấn viên cao cấp cho nhiều tổ chức chính phủ Mỹ, Canada và Nhật Bản, cùng các tổ chức phi lợi nhuận. CARE, Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ. Những đóng góp của ông được đánh giá rất cao. Tạp chí Financial Times, Thời báo Tài chính, đã bình chọn ông là một trong bốn nhà quản lý bậc thầy của mọi thời đại, cùng với Jack Welch, Philip Kohler và Bill Gates. Ông sinh ra tại thủ đô Viên của Áo, lấy bằng tiến sĩ luật quốc tế tại Đại học Frankfurt, Đức. Trong thời gian từ năm 1931 đến 1939, ông cùng gia đình chạy trốn khỏi Đức quốc xã. Peter Drucker đã làm rất nhiều nghề và từng là nhà báo tại London, sau đó nhập cư vào Mỹ vào năm 1940. Là một bậc thầy về kinh tế học, ông còn nghiên cứu về các khoa học khác. Trong quá trình truyền đạt kinh nghiệm quản lý của mình, ông áp dụng cách truyền đạt những bài học qua những phương pháp thuật học khác nhau như sử học, tâm lý học, xã hội học, vật lý học, văn hóa, tôn giáo, v.v. Ông nắm giữ 25 chứng chỉ học vị tiến sĩ các loại của các trường đại học từ Hoa Kỳ, Bỉ, Séc, Anh, Tây Ban Nha cho đến Thụy Sĩ. Khi sinh thời, giáo sư Drucker đã tham gia một chương trình phỏng vấn sau khi ông vừa xuất bản một cuốn sách nổi tiếng. Và gần đây, trong một chương trình truyền hình của Mỹ đã phân tích cuộc phỏng vấn này của ông. Trong đó, ông có một phát biểu gây sốc, không chỉ ở Mỹ mà còn khiến cho dư luận thế giới kinh ngạc. Khi đó, người dẫn chương trình có hỏi ông rằng, dân tộc nào sẽ lãnh đạo xã hội tiếp theo? Nhiều người nghĩ rằng giáo sư Drucker sẽ trả lời là Mỹ hoặc là một đất nước nào đó như Anh chẳng hạn. Nhưng cả thế giới phải kinh ngạc trước câu trả lời bất ngờ của vị giáo sư này. Ông nói, bạn có biết về tính chất dân tộc của người Việt Nam ở châu Á không? Ai đã từng nghiên cứu về người Việt Nam sẽ thấy họ thật đáng sợ. Sau khi nghe những lời của giáo sư Drucker, người dẫn chương trình đã không kìm được sự tò mò và hỏi thêm một câu. Cho tôi hỏi tại sao tính dân tộc của người Việt Nam mà không phải là người Mỹ hay là người châu Âu lại đáng sợ? Giáo sư Peter Drucker nghe những lời của người dẫn chương trình rồi trầm ngâm trong giây lát. Ông đang nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ. Ngay sau đó, ông đã mô tả trải nghiệm của mình khi đến thăm Việt Nam. Tôi đến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau khi chiến tranh Đông Dương kết thúc. Vào thời điểm đó, Việt Nam là một xã hội nông nghiệp và giáo dục, là một mớ hỗn độn. Và khi tôi đến thăm lại nơi đó vào năm 2000, Việt Nam đã thay đổi, trở thành một xã hội công nghiệp hoàn toàn và đang nhanh chóng tiến tới một xã hội thông tin. Người dẫn chương trình đã lắng nghe rất chăm chú những chia sẻ của vị giáo sư Peter Drucker và tiếp tục đặt câu hỏi. Có rất nhiều quốc gia đã đạt được sự phát triển trong lịch sử, ngoại trừ Việt Nam, Mỹ và Anh như tôi đã đề cập trước đó.
cũng như Đức và Ý, ở châu Âu cũng là những quốc gia đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Vậy tại sao ông lại chọn Việt Nam? Giáo sư Peter Drucker nhẹ nhàng lắc đầu trước lời nói của người dẫn chương trình và nói: "Điều mà Anh đã mất 250 năm, Mỹ và Đức mất 100 năm để đạt được, thì Việt Nam đã hoàn thành chỉ trong vòng 40 năm. Đây là một điều hiếm thấy trong lịch sử. Lý do Việt Nam có thể đạt được thành tựu như vậy trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng là bởi vì dân tộc Việt Nam là những người xuất sắc. Việt Nam là quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới trong một thời gian ngắn. Mặc dù Việt Nam đã trải qua nhiều biến cố trong lịch sử cận đại như là chiến tranh Đông Dương, chiến tranh Việt Nam, nhưng hiện nay Việt Nam đang vươn lên như một quốc gia tiên tiến, được thế giới công nhận. Những đặc điểm này của người Việt Nam đã khiến cho giáo sư Peter Drucker phải ngạc nhiên. Đặc biệt là ông rất kinh ngạc khi tìm hiểu về cách mà người Việt Nam phản ứng linh hoạt trước sự thay đổi nhanh chóng của xã hội quốc tế. Trước đây, ngay cả khi chưa tồn tại khái niệm doanh nghiệp, Việt Nam đã dẫn đầu trong nhiều ngành công nghiệp. Ngoài ra thì thế giới còn chú ý đến người Việt Nam với vai trò là những người tạo ra một xu hướng mới, chứ không chỉ đơn giản là hướng đến bắt kịp những người khác. Sau đó, giáo sư Peter Drucker kết thúc buổi phỏng vấn bằng câu nói: "Nếu ai đó hỏi quốc gia nào sẽ dẫn đầu cộng đồng quốc tế, tôi sẽ trả lời Việt Nam không chút do dự. Không lâu nữa họ sẽ phát triển để trở thành một trong những quốc gia có ảnh hưởng nhất trên thế giới." Có thể thấy, giáo sư Peter Drucker đã đánh giá cao dân tộc Việt Nam là một dân tộc vĩ đại. Việt Nam phản ứng linh hoạt và thay đổi nhanh chóng để đạt được thành tựu. Quả thực là những đánh giá của vị giáo sư này không phải là không có căn cứ. Nếu quay trở lại Việt Nam 50 năm đến 60 năm về trước, chúng ta sẽ chỉ thấy một đất nước nông nghiệp lạc hậu, chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh. Thế nhưng sau đó, Việt Nam không chỉ giành chiến thắng thống nhất đất nước, mà bắt tay xây dựng hội nhập thành công và đạt được uy tín cao trên trường quốc tế. Giờ đây, Việt Nam không chỉ vươn mình phát triển mạnh mẽ, mà còn được bạn bè quốc tế đánh giá cao và dự báo trong tương lai, Việt Nam sẽ trở thành một con rồng của châu Á. Và không chỉ có cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh đánh giá cao Việt Nam, mà sinh thời, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cũng đã dành những lời khen cho Việt Nam. Ông là nhà ngoại giao lỗi lạc nhất mọi thời đại của nước Mỹ, có nhiều đóng góp cho nền ngoại giao của nước Mỹ. Ông làm việc dưới 2 đời Tổng thống Mỹ và có tới 12 đời Tổng thống Mỹ, từ thời Tổng thống John Kennedy tới thời Tổng thống Joe Biden, sau khi nhậm chức đều không thể bỏ qua cơ hội tham vấn ông về quan hệ giữa nước Mỹ với các quốc gia trên khắp thế giới. Riêng đối với Việt Nam, ông có nhiều cảm xúc đặc biệt vì ông đã từng đóng góp cho nước Mỹ trong suốt quá trình đàm phán Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh và hậu chiến tranh Việt Nam. Lúc sinh thời, ông từng nói, với người Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, dân tộc Việt Nam là một dân tộc đặc biệt. Họ là một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn nhưng lại có một lịch sử chiến đấu chống ngoại xâm mà bất kể một dân tộc nào trên thế giới cũng chưa từng phải trải qua. Kiên cường, bất khuất, thông minh, chịu đựng, cần cù, gan dạ, anh dũng, nhân đạo và thân thiện là tất cả những gì đều có ở dân tộc này. Vì vậy, nếu nước Mỹ hôm nay và mai sau cần một lời khuyên về quan điểm ngoại giao của Mỹ với Việt Nam, thì nên suy nghĩ đến những điều đặc biệt quan trọng sau. Chúng ta, tức là nước Mỹ, không nên lôi kéo để gần gũi họ, bởi dân tộc này có tinh thần cảnh giác rất cao độ đối với những nước lớn. Họ sợ gần gũi rồi lôi kéo, mua chuộc, làm mất an ninh quốc gia họ. Ngay như Trung Quốc, ở ngay bên cạnh, nhưng trong suốt cuộc chiến tranh với Mỹ, họ vẫn đề phòng mọi hành động của Trung Quốc. Vì vậy, năm 1978, tại Campuchia và biên giới phía Bắc năm 1979, họ đã không bị động bất ngờ, đặc biệt là càng không nên tạo mối ác cảm thù địch với họ. Vì như chúng ta đã biết, có những thời điểm trong chiến tranh và hậu chiến tranh, cảm tưởng như dân tộc này đã bị cô lập, bỏ rơi, nhưng ý chí và nghị lực của họ không bao giờ cạn. Nếu những dân tộc khác bị gần 1.000 năm đô hộ Bắc thuộc như dân tộc Việt Nam, chắc chắn đã bị xóa tên trên bản đồ từ lâu. Nhưng với họ, Việt Nam vẫn giữ vững được bản sắc văn hóa dân tộc và không bao giờ quên nhiệm vụ giành lại độc lập cho dân tộc. Vì vậy, coi họ là kẻ thù, nhiều khi lại không có lợi cho nước Mỹ. Với dân tộc này, tức là ý muốn nói là dân tộc Việt Nam, chúng ta nên tôn trọng quyền tự quyết của họ, tạo niềm tin và sự tôn trọng đối với họ, bởi họ là một thế lực rất đáng gờm trong những quốc gia Đông Nam Á
và châu Á trong tương lai rất gần. Với vị thế và đường lối ngoại giao đặc thù như quốc gia này, họ không liên kết, liên minh, tạo phe phái, gây bất lợi cho chúng ta. Họ là lá cờ đầu trong việc xóa bỏ chế độ thuộc địa trên thế giới. Vì vậy, đối với nhiều quốc gia, Việt Nam vẫn là hình mẫu giải phóng và độc lập dân tộc. Họ có tiếng nói và niềm tin nhất định trên hầu hết các quốc gia thân thiện hay không thân thiện với chúng ta. Các quốc gia hợp tác và quan hệ với họ cảm thấy yên tâm hơn, nhiều khi quan hệ với chúng ta. Vì thế, với Việt Nam, chúng ta nên có một cách quan hệ đặc thù với họ, không gần gũi, lôi kéo, không gây sức ép, cô lập, ác cảm với họ. Hãy quan hệ với họ bình đẳng, khách quan và tôn trọng. Chắc chắn, nước Mỹ sẽ có được rất nhiều lợi thế trong khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung, bởi đây là một quốc gia đặc biệt, một dân tộc đặc biệt. Vì vậy, nước Mỹ cũng nên có một mối quan hệ đặc biệt với họ. Trên đây là bài nói chuyện của cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger trong một buổi nói chuyện tại nhà riêng với Tổng thống Mỹ Trump vào năm 2018. Có thể thấy, ông Henry Kissinger từng là đối thủ của Việt Nam trên bàn đàm phán, nên rất hiểu Việt Nam và cũng vô cùng nể phục Việt Nam. Với một nhà ngoại giao lỗi lạc và có nhiều đóng góp cho nước Mỹ như là Kissinger, lại có thể ca ngợi Việt Nam như vậy, chứng tỏ là đất nước ta có một vị thế như thế nào trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thế nhưng chúng ta cũng thấy rằng, vị thế của một quốc gia không phải tự nhiên mà có. Nó được xây dựng, bồi đắp qua biết bao biến thiên của lịch sử. Có thể thấy trong 77 năm hào hùng của dân tộc, Việt Nam thu hút sự quan tâm của thế giới với hình ảnh một đất nước, một dân tộc anh hùng, kiên cường, đứng lên vì chính nghĩa, vì khát vọng hòa bình. Và ở đó có một người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, một trong những nhân vật lịch sử huyền thoại của thế kỷ 20, Hồ Chí Minh. Cuộc đời và nhân cách vĩ đại của người là biểu tượng cho cốt cách và ý chí Việt Nam, sự yêu mến kính trọng mà nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình dành cho Việt Nam. Hồ Chí Minh đã tạo nên thế hệ những người nước ngoài yêu mến, tin tưởng và ngưỡng mộ Việt Nam, sẵn sàng vì Việt Nam mà hiến dâng cả máu của mình. Thắng lợi của Việt Nam đã trở thành niềm cổ vũ lớn lao đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, khẳng định vị thế, uy tín và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Về chính trị, sau chiến tranh, Việt Nam đã từng bước mở rộng quan hệ đối ngoại với nỗ lực phá thế bao vây cấm vận bằng chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa. Ngày 22 tháng 7 năm 1977, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. Đất nước ta lần lượt bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vào năm 1991. Mỹ năm 1995 thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng khu vực và các nước quan trọng trên thế giới, đồng thời từng bước gia nhập các tổ chức khu vực, liên khu vực và quốc tế quan trọng. Đáng chú ý, ASEAN năm 1995, ASEM năm 1996, APEC năm 1998, WTO năm 2009. Không những thế, Việt Nam còn tham gia tích cực, có nhiều sáng kiến quan trọng tại các diễn đàn đa phương. Tiêu biểu là năm 2020 vừa qua, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch Luân phiên ASEAN và Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Đông Nam Á AIPA 41. Trong bối cảnh Hiệp hội và khu vực chịu tác động to lớn của đại dịch COVID-19, vừa đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cùng với việc triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa trong công cuộc đổi mới. Với nỗ lực và quyết tâm cao độ, toàn đảng, toàn dân và toàn quân đã ra sức xây dựng đất nước, gặt hái những thành tựu phát triển vượt bậc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động và tích cực. Về kinh tế, trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam luôn tăng mạnh. Giai đoạn từ năm 2015 đến 2018, vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 360 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020 vẫn đạt 26,4 tỷ đô la Mỹ, dù thế giới chịu tác động nặng nề của đại dịch. Cho đến nay, Việt Nam cũng đã và đang trở thành một trong những nền kinh tế hội nhập toàn diện nhất thế giới, có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký kết nhiều hiệp định tự do thương mại, trong đó có các hiệp định thế hệ mới, tầm cỡ toàn cầu.
Vị thế của Việt Nam không chỉ được thể hiện qua kinh tế, chính trị, quốc phòng, mà còn qua cả việc đối ngoại. Bằng đường lối ngoại giao cây tre khéo léo và phù hợp, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 192 nước, đặc biệt là quan hệ với các đối tác quan trọng. Các nước láng giềng ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu thực chất. Đặc biệt trong năm 2023, ngành ngoại giao và đối ngoại cả nước đã trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong kết quả thành tựu chung của đất nước. Như đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 diễn ra vào tháng 12 vừa qua. Dưới đây là những sự kiện ngoại giao nổi bật, nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế trong năm qua. Thứ nhất, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 12 đến ngày 13 tháng 12. Hai nước đã thiết lập cộng đồng chia sẻ tương lai. Trong chuyến thăm, hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Hai bên nhất trí cho rằng phát triển quan hệ giữa hai nước cần tuân theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Việt Nam là một trong bốn nước mà Chủ tịch Tập Cận Bình đi thăm trong năm 2023, thể hiện sự coi trọng đặc biệt về mối quan hệ song phương. Thứ hai, Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, ngày 10 đến ngày 11 tháng 9. Theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường. Qua chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nêu đậm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh không ai có thể tưởng tượng có một ngày Tổng thống Hoa Kỳ đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội và tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất. Điều này là minh chứng cho việc các nước có thể vượt qua quá khứ, từ đối thủ trở thành đối tác để cùng giải quyết các thách thức và hàn gắn vết thương. Thứ ba, nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Toàn bộ được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Shigeda Fumio đưa ra nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước vào ngày 27 tháng 11, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Quan hệ Việt-Nhật vốn được hai bên đánh giá đang ở thời khắc tốt đẹp nhất trong lịch sử, với sự tin cậy chính trị cao nhất, sự gắn kết chặt chẽ trên các lĩnh vực kinh tế, nguồn nhân lực, hợp tác địa phương là hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác hiệu quả, chân thành, với tiềm năng và triển vọng hết sức rộng mở. Việc nâng cấp quan hệ sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới, mạnh mẽ và sâu rộng hơn, đáp ứng nhu cầu lợi ích chung của cả hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Như vậy, Việt Nam đã thiết lập mạng lưới quan hệ ngoại giao rộng khắp, trọng tâm là 33 điểm nút là các quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện. Thứ tư, thành công của ngoại giao đa phương. Việt Nam đảm nhiệm thành công cương vị Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, tham gia vào quá trình đề xuất hoạch định những quyết định quan trọng của thế giới. Đáng chú ý là Việt Nam đã chủ trì một số phiên Đại hội đồng thảo luận và thông qua nghị quyết yêu cầu Toán Công lý Quốc tế ICJ đưa ra ý kiến tư vấn đối với vấn đề biến đổi khí hậu, Hiệp định về Biển Cả, các nghị quyết tổ chức phiên họp cấp cao về sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch bệnh, tiếp tục có những đóng góp ý nghĩa trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025, Ủy ban Luật pháp quốc tế 2023-2027, Hội đồng Chấp hành UNESCO 2021-2025, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước Di sản Phi vật thể 2022-2026. Trong quá trình đảm nhiệm triển khai các trọng trách đó, Việt Nam đã đóng góp hiệu quả vào công việc chung của Liên Hợp Quốc trên cả ba trụ cột hòa bình, an ninh, phát triển và quyền con người. Thứ năm, năm 2023,
ngoại giao Việt Nam sôi động với nhiều đoàn cấp cao đến và đi, trong đó có các nguyên thủ quốc gia trên các châu lục địa bàn chiến lược. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 15 đoàn của các lãnh đạo cấp cao tiêu biểu như là Chủ tịch nước thăm Lào, Nhật Bản, Italy, Tòa Thánh Vatican Căng, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Lào, Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, thăm và làm việc tại Ả Rập Xê Út và dự họp COP28 tại UAE. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cuba, Argentina, Iran, Bangladesh, Bulgaria, Thái Lan. Còn ở chiều ngược lại, có khoảng 23 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế đến thăm Việt Nam. Tiêu biểu là các chuyến thăm của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Belarus Roman Golochenkov, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Lanende, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Sudari, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng với công nương Kawashima Kilo. Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các nước để kỷ niệm 30, 40, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó đánh dấu kết quả, định hướng phát triển quan hệ hiệu quả thiết thực hơn. Các hoạt động này cho thấy cả nước hợp tác phát triển quan hệ vì vị trí địa lý chiến lược, vị thế uy tín quốc tế Việt Nam ngày càng tăng, lịch sử, truyền thống, sự ổn định chính trị xã hội và tiềm năng phát triển. Thứ 6, lần đầu tiên Việt Nam có đại diện thường trú Tòa án Vatican. Hôm 23 tháng 12, Tòa Thánh Vatican công bố việc Tổng Giám mục Marek Zaleski được Giáo hoàng Francis bổ nhiệm vào vị trí này. Đây là kết quả của quá trình trao đổi, gặp gỡ tích cực, kéo dài 14 năm với 10 phiên họp giữa hai bên, nhất là từ khi thành lập Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican. Kể từ đó, đã có nhiều tiếp xúc trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Tòa Thánh. Gần đây nhất là việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm châu Âu vào tháng 7 năm 2023. Việc lần đầu tiên Tòa Thánh Vatican có một đại diện thường trú ở Việt Nam là một sự kiện rất quan trọng trong tiến trình nâng cấp quan hệ hai bên, thể hiện sự nỗ lực thiện chí trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Mối quan hệ đấy thực hiện có lộ trình phù hợp, đồng thời phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, cũng như tình hình thực tế quan hệ hai bên. Điều này cũng thể hiện chính sách nhất quán của nhà nước ta là tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo, trong đó có Công giáo, góp phần mở ra cơ hội thuận lợi cho Giáo hội Công giáo Việt Nam trong hội nhập sâu rộng với Công giáo thế giới. Có thể thấy rằng, bằng đường lối ngoại giao cây tre mềm dẻo mà khéo léo cùng chính sách quốc phòng 4.0, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hoạt động đối ngoại, từ đó giúp Việt Nam ngày càng phát triển kinh tế và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. 4 lý do khiến dân Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh sẽ không dám gây chiến với Việt Nam. Quý vị thân mến, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn chưa đi đến hồi kết. Trung Quốc ngày càng lộ rõ âm mưu bành trướng của mình trên Biển Đông. Và theo dự báo của các nhà phân tích thì một cuộc chiến trên Biển Đông chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu như so sánh về dân số, kinh tế, tiềm lực và sức mạnh quân sự thì Trung Quốc đều vượt xa Việt Nam. Trung Quốc là một cường quốc mạnh, dưới âm mưu bành trướng bá chủ toàn cầu thì Bắc Kinh có thể thâu tóm được các nước yếu hơn. Tuy nhiên, Việt Nam, một đất nước nhỏ bé, yếu thế hơn hẳn về mọi mặt thì Trung Quốc lại không dám làm điều đó. Điều này cũng được những người dân Trung Quốc hiểu biết, đều nhận thức được. Họ cho rằng nếu Trung Quốc gây chiến với Việt Nam thì họ sẽ chỉ rước họa vào thân mà thôi. Vậy lý do gì khiến cho người Trung Quốc lại cho rằng chính quyền Bắc Kinh không dám gây chiến với Việt Nam? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị thân mến, những vấn đề có liên quan đến Việt Nam khi được đem ra bình luận trên các trang mạng đều thu hút số lượng đông đảo những người theo dõi và bình luận sôi nổi. Mới đây, trong một bài viết trên trang mạng military.china.com cho rằng với tình hình hiện tại, Trung Quốc sẽ không thể gây chiến với Việt Nam. Theo tác giả của bài viết này, lý do thứ nhất là sự lão luyện, thiện chiến của quân đội Việt Nam. Tác giả đề cập đến cuộc chiến năm 1979, nơi quân giải phóng nhân dân Trung Hoa thất bại thảm hại và tổn thất thê thảm.
mặc dù vượt trội hơn cả về quân số, trang bị và sự bất ngờ. Nếu như gây chiến với Việt Nam một lần nữa, họ sẽ phải hứng chịu kết quả như cuộc chiến phi nghĩa này. Trong trận Lão Sơn, mỗi tuần Trung Quốc bắn gần 200.000 quả đạn pháo, nhưng lại mất tới 4.000 đến 8.000 lính. Quân đội Việt Nam sử dụng chiến thuật chiến tranh du kích rất lão luyện. Họ sẽ đánh bại chúng ta bằng cuộc chiến tiêu hao từ từ, cho đến khi chúng ta thất bại. Chúng ta không thể khinh thường họ. Người Mỹ đã hết sức sai lầm khi tuyên bố đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Và Việt Nam đã đáp lại bằng câu nói, chúng tôi đã bước vào thời kỳ đồ nhôm khi họ đã bắn hạ hàng trăm máy bay của Mỹ. Vì vậy, Trung Quốc không thể giành chiến thắng bằng cách gây chiến tranh. Theo tác giả lập luận, tướng Pháp Jean Chalan, người trực tiếp cầm quân trên chiến trường Việt Nam, khi nói về lực lượng Việt Minh đã thừa nhận, quân đội Việt Minh là một lực lượng bộ binh xuất sắc. Lính bộ binh chính quy Việt Nam theo quan điểm của tôi là địch thủ ghê gớm nhất mà Pháp đã gặp phải từ sau trận Verdun. Lính bộ binh Việt Nam còn mạnh hơn cả lính Đức vì chất lượng đã có, cộng thêm sức mạnh tập thể của một dân tộc kiên cường. Môi trường chính trị quốc tế là lý do thứ hai. Khi gây ra cuộc chiến tranh với Việt Nam, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đối mặt với sự lên án một cách gay gắt từ dư luận phương Tây, Mỹ cũng như là Nhật Bản. Việt Nam hiện tại không có đồng minh vì Việt Nam tuyên bố chính sách quốc phòng 4-0. Tuy nhiên, nếu có nguy cơ chiến tranh và mất nước, Việt Nam sẽ xem xét có thể chọn đồng minh để chống lại Trung Quốc. Chúng ta cũng biết rằng, những năm gần đây, Việt Nam được rất nhiều nước lớn chọn mặt để trở thành đồng minh chống Trung Quốc của họ. Ví như là Mỹ, Nhật, Hàn, Úc hay thậm chí là Nga. Bằng chứng là các nước lớn đó lần lượt tăng cường thúc đẩy mối quan hệ sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam, đem đến cho Việt Nam nhiều nguồn lợi đáng kể. Việt Nam đang có mối quan hệ thân thiết với các nước lớn là đối thủ của Trung Quốc. Nếu Việt Nam chọn ngả về phía liên minh của Mỹ dẫn đầu, Trung Quốc sẽ ngay lập tức phải đối chọi với hàng chục nước một lúc. Tương tự như cái cách Nga đang đánh với Ukraine, với sự hỗ trợ của cả NATO phía sau. Không chỉ thế, việc gây chiến với Việt Nam sẽ khiến Trung Quốc mất thêm chỗ đứng trên trường quốc tế. Các nước trên thế giới sẽ lên án Trung Quốc vì sức mạnh truyền thông nằm trong tay các nước phương Tây. Trong cuộc chiến, truyền thông Trung Quốc sẽ hoàn toàn bị động, làm cho họ suy yếu dần. Các lực lượng thù địch sẽ thừa cơ gây bất ổn, tạo nên làn sóng hỗn loạn trong lòng Trung Quốc. Thứ ba, Trung Quốc phải đối mặt với vấn đề thù trong giặc ngoài, trong khi nhiều vấn đề rất lớn vẫn còn tồn tại, ngay trong nội bộ của giới lãnh đạo. Trung Quốc lại đang phải đối diện với một vòng vây hình chữ C của các thế lực ở bên ngoài. Nếu Bắc Kinh sử dụng những lực lượng tinh nhuệ hiện đại nhất để đối phó với Việt Nam, thì ở những khu vực khác trên lãnh thổ Trung Quốc, lực lượng quân đội ta sẽ yếu và mỏng hơn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với điều cấm kỵ trong binh pháp, đó là thù trong giặc ngoài. Các khu tự trị như là Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông nhiều khả năng sẽ nổi dậy, đòi ly khai dưới sự xúi dục và hỗ trợ từ phương Tây. Bên cạnh đó, nên nhớ rằng biên giới của Trung Quốc với các nước Đông Á cũng chưa hề yên bình. Có thể dự đoán rằng khi Trung Quốc khai chiến với Việt Nam, Đài Loan sẽ tận dụng thời cơ để hành động ngay. Lúc đó Trung Quốc sẽ không thể chiến thắng trên mặt trận Đài Loan, vì Mỹ sẽ hậu thuẫn Đài Loan rất nhiều. Nhật Bản cũng sẽ thừa cơ hội kiểm soát hoàn toàn quần đảo Điếu Ngư Senkaku. Ấn Độ cũng sẽ lợi dụng việc Trung Quốc đang hỗn loạn mà chiếm khu vực tranh chấp, thậm chí là thôn tính cả miền Nam Tây Tạng. Thứ tư, Trung Quốc không thể lấy bài học từ Mỹ tại Libya hay Nga tại Ukraine, vì họ không chỉ mạnh hơn Trung Quốc mà còn không có những vấn đề phức tạp với các nước láng giềng. Tình hình chính trị trong nước của họ cũng ổn định hơn. Do đó, họ không phải lo lắng từ áp lực bên ngoài và nội bộ để có thể giành chiến thắng. Trong cuộc chiến Iraq và Afghanistan, những quốc gia sa mạc là nơi mà không quân Mỹ có thể oanh kích kẻ thù dễ dàng. Trong khi Georgia vốn là một khu vực bằng phẳng, cách Nga 36 km, nên lực lượng cơ giới Nga có thể kiểm soát nhanh chóng. Tuy nhiên, Việt Nam là đất nước đồi núi và rừng rậm, chiếm tỷ lệ lớn trong diện tích lãnh thổ. Pháp, Mỹ và cả Trung Quốc từng nếm trải những thất bại đau đớn tại đây. Một cuộc chiến với Việt Nam sẽ rất khó khăn. Việt Nam rất lão luyện trong chiến tranh du kích. Nếu việc chỉ sử dụng tên lửa hay là máy bay chiến đấu để mong giành thắng lợi chớp nhoáng là điều khó có thể xảy ra.
các đơn vị cơ giới của Trung Quốc phải bị buộc sẽ tiến qua các dãy núi hiểm trở, chắc chắn sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài. Nhìn chung, nếu có chiến tranh với Việt Nam vào năm 2024 này, thì cơn ác mộng của năm 1979 sẽ lặp lại. Vào 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc sử dụng pháo binh bắn phá một số mục tiêu trong lãnh thổ Việt Nam, sau đó huy động 600.000 quân, hơn 500 xe tăng, xe bọc thép, hàng nghìn khẩu pháo các loại tấn công toàn tuyến biên giới Việt Nam dài hơn 1.400 km. Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, quân và dân Việt Nam một lần nữa đã phát huy cao độ truyền thống cách mạng, kiên quyết chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đối mặt với đội quân đông tới 60 vạn người cùng hàng nghìn xe tăng và pháo hạng nặng, Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 chỉ có lực lượng công an vũ trang, dân quân địa phương và 7 sư đoàn với tổng số quân khoảng 7 vạn người. Sự chênh lệch về lực lượng, vũ khí, trang bị là rất lớn. Thế nhưng tinh thần chiến đấu của quân và dân Việt Nam là anh dũng vô song. Lực lượng ít hơn đội quân Trung Quốc hàng chục lần, nhưng quân và dân biên giới đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng chặn đứng bước tiến của đội quân đông hơn gấp bội. Sự đánh trả dũng mãnh bảo vệ biên giới của quân và dân Việt Nam đã gây thiệt hại nặng nề cho quân Trung Quốc. Khoảng 6 vạn quân Trung Quốc đã bị thương vong cùng hàng trăm tù binh bị bắt sống. Đối với người Trung Quốc, chiến tranh Trung Việt năm 1979 gần như tàn khốc như chiến tranh Triều Tiên. Quân khu Côn Minh đã đề cập khi tổng kết cuộc phản công tự vệ chống Việt Nam. Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 năm 1979, quân ta hy sinh hơn 6.900 người, bị thương hơn 14.800 người. Ngày 17 và 18 tháng 2, thương vong lên tới 4.000 người. Người dân và bộ phận hậu cần bị thương không thể cứu chữa hết. Nhiều người đã chết sau đó, thiệt hại nặng nề trên chiến trường, bị dư luận thế giới lên án. Trung Quốc buộc phải rút quân vào ngày 6 tháng 3 năm 1979. Trong trận Lão Sơn năm 1984, quân đội Trung Quốc hy sinh 939 người. Trong 10 năm sau đó, biên giới Trung Việt giao tranh đã dừng lại và xung đột vẫn tiếp tục. Không một bên nào trở thành người chiến thắng thực sự trong cuộc chiến. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, các quân khu lớn của Trung Quốc đều lần lượt đưa quân tham chiến, biên giới Việt-Trung trở thành bãi tập cho quân đội. Báo Trung Quốc sau này so sánh trang bị của quân đội hai nước. Khi đó, PLA vừa mới phát triển lại sau sự tàn phá của cách mạng văn hóa. Năng lực tác chiến của PLA chưa mạnh đã phải trả giá đắt khi tấn công các thành phố biên giới khác như là Lạng Sơn và Lào Cai. Ví dụ, xe tăng của PLA dễ dàng bị quân đội Việt Nam áp đảo, chất lượng xe tăng rất kém, một số quả đạn pháo bị lép và một số đơn vị thậm chí còn bị lạc đường khi tiến công. Chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, quân đội Việt Nam có bề dày kinh nghiệm chiến đấu, nắm giữ trang thiết bị do quân đội Mỹ bỏ lại, một lượng lớn vũ khí do Liên Xô viện trợ và sự hỗ trợ từ Trung Quốc trong quá khứ. Do đó, Trung Quốc không phải là đối thủ của họ. Về vũ khí trang bị, nhìn chung bộ đội Việt Nam thời đó được trang bị súng tiểu liên AK-47, còn bộ đội Trung Quốc vẫn đang sử dụng súng trường bán tự động kiểu 56. Về lực lượng không quân, tiêm kích MiG-21 và MiG-23 do Liên Xô viện trợ đã là trang bị tiêu chuẩn của quân đội Việt Nam, trong khi Trung Quốc vẫn đang sử dụng Z-6 hay là MiG-19. Báo mạng Trung Quốc cũng nói về những vấn đề mà quân đội Trung Quốc phơi bày. Về mặt kỹ thuật, vào năm 1979, phương pháp tác chiến của quân đội Trung Quốc tương tự như những năm 1950. Phía Trung Quốc không cử lực lượng không quân bởi vì lúc đó máy bay, đặc biệt là máy bay chiến đấu, không có khả năng tác chiến trong điều kiện thời tiết xấu, nên PLA không thể làm gì Việt Nam. Ngoài ra, sau khi không có chiến tranh trong một thời gian dài, một số sĩ quan của PLA có trình độ quân sự yếu kém trong chiến đấu. Các xe tăng kiểu 59 và 62 đã bị tổn thất nhiều trong các trận đánh. Súng trường tự động được sử dụng trong chiến tranh. Trong rừng và cận chiến, hỏa lực trung bình không mạnh bằng trang bị của quân đội Việt Nam. Thiếu hệ thống cấp bậc khiến không thể nhanh chóng xác định được mối quan hệ tổ chức khi quân bị chia cắt và tạm thời. Việc thiếu các xe bọc thép chở quân để vận chuyển bộ binh khiến cho binh sĩ phải chạy theo xe tăng và dễ bị tấn công. Những vấn đề này đều được bộc lộ trong chiến tranh.
và chỉ ra con đường cho việc hiện đại hóa PLA. Để đưa ra một ví dụ đơn giản, quân phục của quân đội Trung Quốc không có ký hiệu xác định cấp bậc và các chỉ huy được chọn từ các đơn vị của chính họ và binh lính sử dụng ký hiệu này để nhận dạng chỉ huy của họ. Sau khi chỉ huy tử trận, đơn vị chiến đấu cũng tan rã. Binh lính không nhận ra người lạ mới là chỉ huy của mình. Kết quả là hỗn loạn cũng là một trong những nguyên nhân khiến quân đội Trung Quốc thương vong. Một cuộc chiến tranh vô nghĩa kỳ quặc là tiêu đề bài báo của một cựu binh được đăng trên báo điện tử Thiết Huyết, Tietsus.net, ngày 18 tháng 7 năm 2013. Tác giả đã viết, chiến tranh Triều Tiên chúng ta đạt được lợi ích là kiềm chế quân Mỹ ở phía nam vĩ tuyến 38. Chiến tranh giải phóng chúng ta giải phóng được Trung Quốc đại lục. Tôi thực sự không hiểu trong cuộc chiến tranh kỳ quặc năm 1979, rốt cuộc Trung Quốc đã đạt được cái gì? Chẳng được gì cả. Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời và ngay từ những ngày đầu, chính phủ nước này đã áp dụng chính sách ngoại giao nhất biển đảo nghiêng hẳn về phe xã hội chủ nghĩa. Chính sách này đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 59 đến năm 1969, quan hệ Trung-Xô có những diễn biến phức tạp, bắt đầu từ sự rạn nứt trong quan hệ Trung-Xô. Đỉnh điểm là cuộc xung đột biên giới năm 1969. Trái ngược với mâu thuẫn sâu sắc trong quan hệ Trung-Xô, quan hệ Trung-Mỹ xích lại gần nhau hơn và sự kiện Tổng thống Mỹ Nixon thăm Bắc Kinh vào tháng 2 năm 1972 được coi là một cột mốc quan trọng làm xoay chuyển cục diện thế giới. Trong lúc mâu thuẫn Trung-Xô sâu sắc, quan hệ Việt-Xô lại phát triển ngày càng mạnh mẽ, đã tác động mạnh đến những tính toán chiến lược của Trung Quốc. Ngày 3 tháng 11 năm 1978, Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới của tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, tập đoàn Pol Pot lên nắm quyền ở Campuchia, lập ra nhà nước Campuchia Dân Chủ, thực hiện chính sách diệt chủng cực kỳ tàn bạo ở Campuchia và xâm lược biên giới Tây Nam của Việt Nam. Trước hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của chế độ Pol Pot, đáp lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình, đập tan các hành động xâm lược cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng của Pol Pot, giải phóng Campuchia vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot đã đẩy sự căng thẳng trong quan hệ Trung Quốc và Việt Nam lên đến đỉnh điểm. Trước khi phát động chiến tranh xâm lược vào tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã dựng lên sự kiện nạn Hoa Kiều khiến cho tình hình biên giới hai nước căng thẳng. Ngày 12 tháng 7 năm 1978, nước này bất ngờ ra lệnh đóng cửa biên giới khiến cho hàng nghìn người Hoa bị dồn ứ ở cửa khẩu, gây náo loạn vùng biển. Ngày 27 tháng 8 năm 1978, Lê Đình Trinh, tiểu đội trưởng tiểu đội 2 Trung đoàn 12, Bộ Tư lệnh Công an Vũ trang Nhân dân, nay là Bộ đội Biên phòng, bị Công an Biên phòng Trung Quốc vượt biên sát hại khi đang bảo vệ cán bộ làm nhiệm vụ động viên người Hoa trở về làm ăn sinh sống. Anh đã hy sinh trên đồi Pồ Tèo Hào, sát km số 0, là chiến sĩ đầu tiên ngã xuống ở mặt trận biên giới phía Bắc khi tròn 18 tuổi. Từ cuối năm 1978, Trung Quốc tăng cường làm đường cơ động, xây dựng căn cứ, hệ thống kho trạm, vận chuyển, tập kết vật chất, sơ tán dân về phía sau, đồng thời thực hiện các hoạt động nghi binh, đề ra kế hoạch dạy cho Việt Nam một bài học và chuẩn bị chiến tranh trừng phạt Việt Nam. Cụ thể, khi Việt Nam còn chưa thống nhất, Trung Quốc đã lập kế hoạch đánh Việt Nam, lợi dụng vào việc giúp Việt Nam làm con đường dẫn đến hữu nghị quan. Trung Quốc đã trao xây dựng một số kho rất kín đáo suốt dọc con đường này. Cứ khoảng gần 1 km thì lại cất giữ một kho lương thực khô, loại đồ hộp có thể giữ được hàng chục năm, cùng với rất nhiều vũ khí được ngụy trang cẩn thận dọc con đường này. Gọi là kho nhưng nhiều khi chỉ có vài trăm kg hoặc là vài tấn, nên vài năm làm xong con đường này thì những kho trên cũng hoàn thành và dự định của Trung Quốc là cất giữ nguồn dự trữ để nhằm đánh ta sau này. Trước khi chiến tranh biên giới nổ ra, công an nước ta đã tình cờ phát hiện ra được những kho lương thực vũ khí này nhờ vào việc một người dân trình báo về việc có người dân tộc chuyên đi đào củ mài ăn
nhưng gần đây lại ăn uống bù khú đổ hộp của Trung Quốc. Qua điều tra và mật phục thì công an đã phát hiện ra một kho toàn lương thực và vũ khí của Trung Quốc cất giữ. Lần theo toàn bộ con đường, công an đã thu giữ được toàn bộ các kho dự trữ trên. Câu chuyện này đi vào bí mật hoàn toàn, không ai được biết. Còn phía Trung Quốc thì cứ đinh ninh rằng của cải của họ thì vẫn còn nguyên. Do vậy sau này có rất nhiều người dân Trung Quốc chỉ với tay không, ngang nhiên hoặc lẻn qua biên giới để tràn qua Việt Nam. Họ nghĩ rằng chỉ cần tay không rồi đến các kho dự trữ là sẽ có sẵn lương thực và vũ khí. Nhưng không may cho họ là công an của ta đã mật phục trước các kho hàng này rồi. Cứ tên nào đến gần hang lại bị tóm ngay. Trong số những người bị bắt này có cả những người Trung Quốc có quốc tịch Việt Nam và hiện đang sinh sống ở Việt Nam. Hay như ngày nay, các anh em trên mạng thường gọi vui là người Trung Quốc nói tiếng Việt. Không những lập kế hoạch tấn công Việt Nam bằng đường bộ, mà Trung Quốc còn lập kế hoạch tràn qua biên giới bằng đường thủy. Để chuẩn bị cho một mũi đánh vào Quảng Ninh, mũi xuất quân này sẽ được tập hợp lại tại đầm Cát Đảo Đầu Ruồi ở Đông Hưng, Trung Quốc, rồi đánh qua đảo Vĩnh Thực, tiến vào đầm Hà rồi tràn vào cửa Vạn Hoa để sau đó đánh thẳng vào Quảng Ninh. Để chuẩn bị cho kế hoạch đánh chiếm bằng đường biển, Trung Quốc đã có sáng kiến chế tạo ra loại thuyền với tên gọi là Tam Phan. Chúng được làm bằng một tấm xốp dài khoảng 30-40cm, uốn cong phía mũi làm đáy thuyền và hai bên được cột chặt bằng 4 hoặc là 6 cây luồng làm thành chiếc thuyền, kích thước khoảng 1x3m và được lắp một động cơ chân vịt nhỏ. Mỗi chiếc Tam Phan này có thể chở được 3 người có trang bị đầy đủ vũ khí và quân tư trang. Với thiết kế này thì dù sóng to hay là đạn bắn thủng lỗ cũng không thể chìm vì đây là vật liệu nổi. Trung Quốc đã cho làm hàng trăm ngàn chiếc như vậy với kế hoạch tấn công bằng biển người. Theo dự kiến, nếu bị bắn chết từ 1 đến 2 tên trên một chiếc thì Trung Quốc có thể tràn vào Quảng Ninh được hàng trăm ngàn lính. Sáng kiến này quả thật cũng không tệ. Song cái đầu của Trung Quốc sao địch nổi những cái đầu của Việt Nam? Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Việt Nam đã sử dụng đối sách khiến cho Trung Quốc phải thảm hại. Khi tình báo ta phát hiện ra kế hoạch của Trung Quốc, chúng ta đã cho bố trí hàng loạt những kho xăng dọc theo các đảo từ Vĩnh Thực đến Đầm Hà. Sau khi chiến tranh nổ ra, Trung Quốc cho một đội tiền quân của mũi tấn công này tràn vào Quảng Ninh theo đúng như là kế hoạch đã định. Đợi khi mũi tấn công này vào trận địa phục sẵn của ta, hàng loạt kho xăng trên bờ được dội xuống nước. Những chiếc Tam Phan bị thiêu rụi, quân Trung Quốc không bị chết cháy thì cũng bị chết đuối hoặc là bị bắt sống. Kế hoạch thất bại, Trung Quốc không dám tiến công theo đường này nữa. Do vậy, sau nhiều năm ở khu vực đầm Cát Đông Hưng vẫn còn sót lại rất nhiều những cái Tam Phan sáng kiến của mấy chú Trung Quốc, được dân chúng sử dụng là phương tiện đi lại trên biển. Có lẽ người dân Trung Quốc nói chung và cá nhân Đặng Tiểu Bình cũng không thể ngờ được rằng những mưu mô mà chúng dày công nghĩ ra lại bị Việt Nam ta phát hiện và hóa giải dễ dàng đến như thế. 43 năm đã trôi qua, những lời nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử. Bọn xâm lược Trung Quốc phải biết rằng cuộc chiến chúng gây ra là phi nghĩa. Lòng dân ly tán, nội bộ lục đục, làm sao có đủ sức để cướp nước ta? Đó là vì nước ta có chủ, non sông Việt Nam là của người Việt Nam. Bất cứ kẻ thù nào đến xâm phạm, nhất định nhân dân Việt Nam ta sẽ đánh bại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Quý vị hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Quyền Lực để có thể được lắng nghe và theo dõi những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.